Chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đến với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ tiếp tục về pháo đài trên biển để săn bao ti nhé mọi người nhé. Hiện tại là bao ti tầm này rất là lâu mọi người, mình còn nhiều khi còn bị hẹo đấy, không phải đơn giản đâu. Nhiều khi gặp tập thể quần thể đang ti là cần chết một lần thôi là mất rất nhiều điểm TOP nhé. Bây giờ mỗi lần này chúng ta mất hơn 30.000 điểm, một người được hơn 11.000 điểm thôi nha. Mà bây giờ lên tầm này mình được rất nhiều bạn PV hay mọi người. Được rồi, người ta biết các combo ấy, có những cái chuyện mà khác chơi ngoài rất là nhiều khi là ăn bao ti rất là lâu. Với lại kể ra mà có tháng ăn ngon thì khả năng phải chuyển sang tập nào mạnh mẽ hơn, kiểu như tinh thần hoặc là ác quỷ. Ác quỷ thấy nó ngon hút máu kinh ấy. Đấy, là ác quỷ rồi. Tập quỷ kia nó spam trả lôi được khỏi đây rồi đó. Lúc mỗi trong di chuyển của nhau mà muốn sử dụng trái được thì phải có V4 bật trái lên spam ok rồi. Mình sẽ băng trái băng ở dưới cũng khá là nhiều. Mình vui chơi với các bạn ở đây thì hình như là có lợi thế hơn một chút. Quên mọi người vào kênh của mình, đừng quên like và mọi người đăng ký kênh và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo về video tiếp theo của mình nha. Dạo này thì hình như là rất ít người cũng như là like video của mình nhé, nên là rất là buồn rồi ạ. Đây hình như là mấy bạn này bắt đầu dình mọi ý tưởng phối hợp đánh tem này để đánh mình này, là đánh tem với mình này, 2-1 này. Okay. Đấy đi, để cứ ra thôi mọi người ạ. Lần này chắc PVP vui thôi mà, biết là mất thì được mất giờ ấy, nhưng mà cũng phải đánh đổi thôi, không thì chả ai ra PVP cả. Rất ít khi mà gặp được những cái nhóm PVP vui như những cái video trước này. Mà đông là vui, hẹo đáng. Và để tìm được những cách khác đấy thì mình phải đổi server liên tục để tìm những bạn có cùng đam mê PVP, cùng đam mê luyện tay. Trái lôi bật V4 lên thì có cái quả cầu, nhưng mà ném được quả cầu đấy thì khá là khó, chưa quen. Sao dù lại còn có thanh niên này, thanh niên T-Rex nó ra đây này, nó ra đây nó đánh mình hay sao ấy. Ui cẩn thận thật đấy, quá là cẩn thận rồi mà. Khống chế quá, băng khống chế đây, có thể đấy mà nó ngạc được, nó khạc kiếp lằng nhằng là cũng không chế được này. Thằng kia tập tinh thần này, không hẹo kìa, không hẹo này, không hẹo này, không hẹo này. Ôi ôi, mọi người thông cảm nhé, mình nói không được to nên là thế này chết mấy lần rồi đấy. Thằng tinh thần đang tinh thần dùng trái băng đang chạy rất là kinh điển, chắc là cũng đi thôi, chắc là cũng đi thôi. Xong còn mấy thanh niên này lập ra một trận thôi, thôi mình chuyển sang C2. Và chuyển sang C2 thì lại gặp thanh niên này,
Một trái mochi để nguyên một con bò vẫn chịu thế. Vẫn chạy được mọi người. Không chạy được quá xa mọi người. Đi rửa tiếp mọi người. Đi rửa tiếp thì như này. Thanh niên đừng một trái gì đây. Gì đây. Mọi người xem video mọi người cho mình một cái like nha. Và đừng quên nhấn chuông để nhận thông báo về những video tiếp theo. Xin cảm ơn tất cả mọi người. Gần đây thì hướng đi làm đi học, học thì xong rồi nhưng mà rất là mệt mỏi, chỉ có tâm trạng để tôi là có những hôm tôi rất là sướng tay, nhưng có những hôm VV thì cứ bị kiểu như người ta hành ấy. Thương mại cái đường lên được làm lên đến hơn 9 triệu thì nó lên là rất chậm. Lại có thanh niên trái sâu đấy. Anh Hương cũng ốm. Hơi ốm mọi người. Trong này náo loạn ở đây rồi mọi người. Dung nhan kìa. Ông dung nhan ở đây. Sau ông ấy đang bật nhạc và ông ấy muốn làm đấy. Ôi buồn ngủ quá. Làm rất là mệt mỏi. Nhìn chạy nhanh quá. Chạy sâu tập thỏ quá chứ. Cuối cùng hắn cũng ra đi một lần. Cuối cùng thì hắn cũng ra đi rồi. Như này không bật à? Không bật bật thì... À bật là tôi ghê rồi mọi người. Chả đâu có báo thì mình chả có báo gì cả mọi người. Nó cũng có chai bột nhưng mà dạo này ít xoay rồi mà chả có chai. Lương đồ thì không có mở rộng. Lương đồ thì vẫn thế. Mỗi trái chỉ để được một loại thôi mọi người. Quay được thì nhiều khi mình cũng mất đi mà không làm gì. Muốn mà được có đồ tại đây mất chẳng đồ bớt của mình tại đó rất là căng và thì có tiền cho mình đừng đi ăn đây nhé mọi người. Và đi ra thì mọi người lại cho mình đồ ra thì các bạn xin cảm ơn rất là nhiều. Bye bye mọi người nha, mọi người đi ra sau nha.